nguy nga tráng lệ, cờ bay ngập trời. Nhà khách mới được hoàn thành, khánh thành nhà khách vui mừng chung vui. Kính thưa các quý vị đại biểu, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, vì ai nay mới có mình, có tiên tổ mới có ngày hôm nay. Thể theo nguyện vọng của con cháu, trai dâu, gái rể trong dòng họ đã phát tâm công đức tổ chức cùng tu tôn tạo lại ngôi từ đường và xây dựng nhà khách để làm nơi con cháu phụng thờ báo đáp. Chiêng tổ tiên được tôn nghiêm nay đã hoàn thành trang trang đẹp đẽ, được sự nhất trí cao của chính quyền địa phương hai xã trong tất cả các đã được sự đồng thuận của con cháu các dòng họ. Hôm nay họ kết thúc tiến này mở lễ hội khánh thành nhà khách. Kính thưa các quý vị đại biểu, về dự lễ hội chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu có các ông đại diện cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Giao Hiến, các vị đại biểu trong ban giám hiệu trường trung học cơ sở Giao Hiến, các vị đại biểu đại diện cho các nhà chùa, kính thỉnh thầy chùa Ninh Sơn xã Giao Hiến, kính thỉnh các thầy chùa Ninh Quân xã Giao Lâm và các vị đại biểu trong ban quản lý di tích lịch sử đình của làng Cát Thượng xã Giao Hiến và cùng toàn thể bà con cơ sở 67, 10 xã Giao Hiến và các ông trong đoàn thợ xây, thợ sơn, thợ vẽ, các nhà cung cấp vật tư xây dựng đội cà keo, đội ba đông, ca công tống nhạc của xã Giao Hiến, đội chống cà đồng của làng Điện Phủ xã Giao Lâm, đội kèn đồng xã Giao Châu. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu đã về tham dự đầy đủ với lễ hội truyền thống của dòng họ và đề nghị các quý vị và toàn thể dòng họ cho một tràng vỗ tay. Trân trọng kính mời, kính mời một vị đại biểu đại diện cho dòng họ nên khai mạc lễ hội. Trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bậc kỳ lão trong dòng họ, kính thưa toàn thể các ông, các bác, các cô, các chú cùng toàn thể trai dâu gái rể trong dòng họ chúng ta. Hôm nay trong tiết giữa mùa xuân muôn hoa đua nở năm 2016, được sự đồng thuận của cao họ, được sự nhất trí của cơ quan chính quyền hai xã Giao Hiến và Bạch Tông và sự nhất trí của phòng văn thể huyện Giao Thủy tỉnh Giao Định, bọn chúng ta tổ được mở một lễ hội rước chân linh tiên tổ và lễ dâng hương trong 2021 tháng 3 năm 2016, tức ngày 12-13 tháng 2 năm Bính Tân, mừng hoàn thành các công trình trùng tu tôn tạo ngôi từ đường và hoàn thành nhà khách của tòa đường. Trong giờ phút thiêng liêng đặc biệt này, chúng tôi xin kính bạn, chúng con xin kính bái tổ tiên, kính hương an bài, nghinh lương phúc húc, âm phù tăng họ, nam phù lão ấu, ban cho con cháu hạ trần, an ninh khẳng cái muôn phần tốt tươi, chiều quang toán họ sáng ngời, đầu năm chí cuối mọi người bình an, bốn mùa xuân hạ thu đông, là ăn phúc khí muôn phần gia tăng. Kính thưa các vị đại biểu, thật đúng là cây có gốc, đâm chồi xanh lá, nước có nguồn mới có thể cảm tâm sâu, con người nguồn gốc từ đâu, gốc từ trên tổ đồi sau có mình, là người ghi nhớ đi nhanh, cây có gốc, nước có nguồn chẳng sai. Thưa các vị đại biểu, theo truyền thuyết của Lạc Nam Quân, ông Tư, mọi người Việt Nam chúng ta, ai ai cũng có tổ tiên, ông bà, con người chúng ta, đối với tổ tiên đều phải tỏ lòng ngưỡng mộ, tôn kính. Bất kỳ trong một điều kiện hoàn cảnh nào cũng phải phục thờ, chu cấp để dọn đạo lý yêu nghĩa tiên. Dòng họ Nguyễn chúng ta, Đức Thủy Tổ, là Nguyễn Phúc Tiên và Tinh Nguyễn Phúc Tiền, tinh ra dòng họ chúng ta đến nay từ thời kỳ cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17, cụ Nguyễn Phúc Tiền là thủy tổ chúng ta cùng với gần 50 dòng thủy tổ họ khác trong làng Trăng Đá xuôi theo dòng sông Hồng phù sa về đây sinh ra lập nghiệp. Nguồn gốc thông dân của chúng ta là kích thủy Đăng Danh, Đan Thuận, là Tây,
ngàn. Ngày đêm mà vì sóng biển, gió lúc quanh năm quân cùng cắt cắn. Không những thế, còn thường xuyên phải trải qua những thiên tai kỳ thuật với lòng quyết tâm và cảm nhận lực. Ngăn sóng biển đông để chi thì chất sống chúng ta đến nay, từ lúc đầu thì rất người đến nay chúng ta đã gần 5.000.